Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục chuỗi bài học về học vần nhé. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A. Khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là A tờ át. Ta được vần át. Ví dụ như bát, hát. Tiếp theo, chữ á khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là á tờ ắt. Vần ắt. Ví dụ như mặt, gặt. Chữ ớ khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là ớ tờ ất. Ta được vần ất. Ví dụ như đất, bật lửa. Chữ O khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần như sau. O tờ ót. Ta được vần ót. Đối với vần ót, chị có ví dụ nhót, hót. Chữ O khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là ô tờ ốt. Ta được vần ốt. Ví dụ như cột. Một. Chữ ơ khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là ơ tờ ớt. Vần ớt. Ví dụ như ớt. Thớt. Chữ E khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là E tờ S. Ta được vần S. Ví dụ như vẹt, két. Chữ E khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là E tờ S. Vần S. Chị có ví dụ bồ kết, tết. Chữ y khi ghép với chữ tờ sẽ được đánh vần là y tờ ít. Chúng mình được vần ít. Đối với vần ít, chúng mình có ví dụ mít, vịt. Chữ u khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần là u tờ út. Ta được vần út. Ví dụ như bút, bụt. Và cuối cùng, chị có chữ ư khi ghép với chữ tờ, chúng mình sẽ đánh vần như sau. Ư tờ ức. Ta được vần ức. Ví dụ như mất, nứt. Vậy là chị đã giới thiệu cho các bạn hết các vần và những ví dụ có liên quan trong bài học ngày hôm nay. Còn tiếp sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau chuyển qua phần luyện đọc nhé. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và đánh vần theo chị nào. A tờ át. A tờ át. A tờ át. Á tờ át. Á tờ át. Á tờ át. Ớ tờ ất. Ớ tờ ất. Ớ tờ ất. O tờ ót. O tờ ót. O tờ ót. Ô tờ ốt. Ô tờ ốt. Ô tờ ốt. Ơ tờ ớt. Ơ tờ ớt. Ơ tờ ớt. E tờ ét. E tờ ét.
S E T S E T S E T S I T X I T X I T X U T U U T U U T U U T U U T U U T U Vậy là chị em mình đã cùng nhau học xong các vần ngày hôm nay. Các bạn về nhà nhớ ôn lại bài thật kỹ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.